ba anh chị thôi, người ta nói đúng chị luôn rồi, người ta nói đúng không sao. Dạ. Tại vì cặp số 3 cũng là người thương, người thân của tụi em đó mọi người ơi. Dạ, vâng ạ. Xin mời sự xuất hiện của cặp cuối cùng. Kính thưa quý vị, đây là một gương mặt rất quen thuộc trên sóng truyền hình. Đó chính là anh Thành Tuấn. Chào anh Tuấn, bây giờ mình giới thiệu sơ nét về độ của mình. Độ mình mạnh quá. Mạnh. Chơi cái chương trình bộ ba ăn ý. Bộ ba là phải ba người đó. Gia đình nè, đó có đứa con nhỏ nữa. Ủa là không tính đội trưởng là... Ủa? Ủa luôn. Dạ, một trong ba người về đó. Có một trong ba người ai về vậy? Mình nói về bớt người được rồi mấy cưng. Ủa bộ ba sao đợi bốn người trời. À, trời luôn. Anh Tuấn giới thiệu đôi nét về gia đình của mình đi. Sao? Xin mời bảo mẫu. Đây giới thiệu với anh baby sister của chương trình. Rồi xin mời anh giới thiệu về bà xã. Mình là Thanh Tuấn. Dạ. Còn vợ của mình là... Dạ, chào mọi người. Dạ, chào ba anh chị. Ba anh chị. Thôi, người ta nói đúng chị luôn. Thôi, người ta nói đúng. Không sao. Dạ, em là Ái Nữ, là vợ của anh Thanh Tuấn. Dạ. Xin mời gia đình mình về chỗ trả con cho chị. Trời ơi, vui quá, hay quá. Rồi xin mời gia đình anh Tuấn và chị nữ sẽ về vị trí của mình. Xin quý vị đừng chuyển kênh, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay.